Em quay vòng đi, quay vòng đi. Đấy. Quay vòng nữa đây chứ. Để tóc lên chứ. Rồi, quay vòng nữa. Đấy, rồi. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Hôm nay anh mới có cơ hội gặp một người phụ nữ mặc một cái áo như thế này. anh hỏi thế gì tí chứ. Thế là một cái này thì có phải trùm vào đây không? Hay là cái cách mặc ấy ạ? Ừ, này quần của anh em. Anh lần hôm nay là đầu tiên anh nhìn thấy. Thật ra anh xem ở trên phim nhiều rồi. Nhưng là đầu tiên gặp một người con gái thực tế mặc cái này thì cái kiểu mặc của nó như nào? Cái này thì nó cũng là một cái áo ống bình thường thì chui vào thôi ạ. Chui vào á? Vâng. Chui vào trùm vào đây hay là phải quấn qua eo? Chui từ lên theo hướng như này. Có nghĩa là không, nó có trùm với chân không? Trùm với háng không? Chính xác là trùm với háng không? Không mà em từ trên xuống, từ cổ xuống. À thế à? Vâng. Anh cứ tưởng được cái này là một cái gọi là chụp qua khe bờ le ấy. Anh cứ đùa. Đây chỉ là một cái áo quấn thôi gì? Vâng, nó chỉ là một cái áo ống bình thường thôi. Áo bình thường chứ không phải là khe bờ le à? Anh thật. Nếu mà cái khe bờ le đấy thì nó sẽ phải là cái kiểu body suit. Body suit nghĩa là như nào? Body suit thì nó cũng kiểu body như này, xong rồi nó có cũng qua khe như này. À, tại vì nó có cái túc ở dưới. Tại vì sao? Tại vì hôm trước anh gặp một cô gái mặc bộ đồ bơi cũng kiểu như này, chụp như này xong mình chụp qua khe bờ le. Đấy. Thì em đã cho anh gọi thêm, em đã mặc quần chip loại quần lọt khe bao giờ chưa? Chưa. Chưa? Thật. Thật. Nếu như chưa rồi thì không có kinh nghiệm hỏi, anh cho hỏi là cảm giác mặc cái quần như thế nào? Quần rồi. Mặc rồi đúng không? Cái cảm giác lúc đầu mặc cái quần như thế nào? Em thấy nó kỳ á. Kỳ á? Kiểu nó cứ cọ xong rồi là mông mình nó cứ thích sao sao ấy. Nói chung nó kỳ lắm. Thế em đã mặc nhiều chưa hay là mặc thấy kỳ quá thì không mặc nữa? Đúng rồi, em mặc kỳ quá em không mặc nữa. Kiểu nó cứ bị cọ. Thế tại sao nhiều chị em lại thích mặc cái quần như thế? Nếu em nghĩ là chắc chỉ mặc để lúc mà cần làm chuyện đấy hay là cần quyến rũ đàn ông hay gì đó thôi, em nghĩ là thế. Chứ còn để mà mặc sinh hoạt bình thường rất là khó chịu. Thật đấy. Tại vì nhá, anh gặp rất nhiều các chị em hay mặc cái quần khe bờ le rồi. Anh rất hay gặp. Anh gặp. Tại vì gặp ở bể bơi. Bể bơi. Nhưng mà không biết là cái khe bờ le nó to hay nhỏ thôi. Nó có nhiều loại khe bờ le anh không biết, nhưng mà anh thấy là anh gặp ở bể bơi này. Bể bơi thì mặc thấy là đúng rồi. Nhưng mà anh thấy thì anh đang ngờ, anh không hiểu, anh cảm giác là chị em mặc cái đấy rất khó chịu mà sao chị em lại thích mặc thế. Anh hỏi thôi. Không, phụ nữ bọn em thì sẽ là ưu tiên đẹp trên hết. Đẹp trên hết. Còn đấy thôi. Kể cả ví dụ như mùa đông anh cũng thấy đấy, thời trang phang thời tiết mà. Nó là như vậy. Thế à? Chứ còn thật ra thì mặc không hứng thú đúng không? Không thích đúng không? Đấy là bản thân em hay tất cả mọi người đều thế? Còn em thì là như thế, với cả em thấy một số đứa em mà nó cũng nói như vậy là nó cũng bảo là bị khó chịu. Thật không. Ra nhá, anh tâm sự thật là trước kia thì anh cũng thấy vợ anh mặc rồi. Vợ anh thích mặc... không? Anh thấy bình thường, anh không thích. Không biết các ông khác, không biết các ông khác. Ừ, anh không thích, anh nhìn anh không thích. Anh hỏi là thế mặc cái đấy thì em có cảm giác gì không? Thì vợ anh bảo là cực kỳ ngứa. Đấy. Nhưng có đúng không? Khó chịu lắm mà. Nói chung là không thể mặc sinh hoạt hàng ngày được, nó chỉ mặc gọi là một lúc đấy thôi. Nhưng mà mặc xong rồi bảo là xong rồi nó cứ cọ cọ vào như rất là thốn. Cho từ anh. Rất là thốn đúng không? Trời. Đấy thì anh nghe vợ anh nói như lại như vậy thì anh hỏi lại em xem có đúng như vậy không? Thế mà nhiều chị em vẫn thích mặc. Xong rồi vợ anh bảo nhưng mà nếu như mặc lâu thì sẽ thành quen, mà thấy cảm giác như nếu mà không mặc thì thấy khó chịu. Có thể. Nhưng mà em thì em không thế, kiểu không chưa mà mặc lâu đúng không? Thế đang hỏi xem là em có như vậy không. Nhưng mà thật ra chị em phụ nữ là ưu tiên đẹp hơn. Với lại mọi người nhìn nhá, tưởng cái áo này là sẽ là mặc khe và le nhưng không phải nhá, nó chỉ trùm, nó chỉ như kiểu áo crop top thì dây là dừng lại đúng không? Thực ra thì thời trang thì mình cứ mặc cái gì mình cảm thấy thoải mái, mình thích thế không? Chứ nhiều ông nhìn như này tưởng là mặc khe bờ le, không phải cho tôi, chính tôi bị tưởng này. Lúc ấy đi quay phim tôi tưởng mặc cái quần này thì cọ rất là ngứa, nhưng mà bảo sao ngứa đấy vẫn chịu được, nên mình phải hỏi ngay. Nhưng bạn bảo là không phải nhá. Kỳ thật đấy. Cảm ơn anh cho anh giải đáp thắc mắc nhá.